Voyager 1 đã du hành giữa các vì sao trong hơn 45 năm qua, và bỗng nó gửi về trái đất những tín hiệu kỳ lạ. Kỳ quái hơn nữa là không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tàu thăm dò bị hỏng hóc gì. Các nhà khoa học ở NASA đang cố gắng tìm ra lý do. Vậy chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Trước hết, hãy để tôi nói cho bạn nghe một chút về Voyager 1 và hành trình dài, rất dài của nó. Voyager 1 là một tàu thăm dò không gian của Mỹ. Các nhà khoa học ở NASA đã phóng nó vào không gian vào ngày 5 tháng 9 năm 1977. Mục tiêu của Voyager là khám phá các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta, cụ thể là sao Mộc và sao Thổ. Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng nhiệm vụ này sẽ kéo dài khoảng 5 năm. Nhưng họ đã nhầm to vì con tàu thăm dò này đã vượt xa sự mong đợi ấy. Nó không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn đang hoạt động lâu hơn dự kiến. Voyager 1 đã lang thang trong không gian được hơn 45 năm. Thật khó để đánh giá thấp những gì Voyager 1 đã mang đến cho khoa học. Đầu tiên, nó đã thành công gửi rất nhiều ảnh sao Mộc và sao Thổ về trái đất. Nhân tiện, bạn có thể tự mình xem những bức ảnh này, chúng đều được đăng tải trên trang web của NASA. Nhờ Voyager, chúng ta cũng đã khám phá ra một số mặt trăng mới của sao Mộc và một hệ vành đai của sao Mộc mà trước đây ta chưa từng biết tới. Chúng ta biết được rằng vết đỏ lớn nổi tiếng của sao Mộc thực chất là một cơn bão khổng lồ siêu nhanh. Và sau khi rời khỏi quỹ đạo của sao Hải Vương, Voyager cũng gửi rất nhiều dữ liệu quan trọng về plasma giữa các vì sao. Vậy là tàu Voyager 1 đã chứng minh được cho các nhà khoa học thấy nó hữu ích như thế nào. Sau đó nó vui vẻ hướng tới mục tiêu tiếp theo, vành đai Kuiper và Nhật Quyền. Vành đai Kuiper là một vòng các thiên thể băng giá kéo dài từ sao Hải Vương đến khoảng cách xấp xỉ 50 AU so với mặt trời. Nó tương tự như vành đai tiểu hành tinh nhưng rộng hơn khoảng 20 lần và nặng hơn 100 lần. Còn Nhật Quyền là vùng xung quanh mặt trời, nơi áp suất của gió mặt trời cân bằng với áp suất của khí giữa các vì sao. Vâng, toàn là kiến thức khoa học khó nhằn, nhưng bạn chỉ cần nhớ rằng dữ liệu này đã giúp chúng ta hiểu về vũ trụ nói chung. Vậy đây là nhiệm vụ cuối cùng của Voyager, cho chúng ta biết thêm về không gian giữa các vì sao. Tàu thăm dò đã gửi cho chúng ta hơn 60 khung hình để thành một bức tranh toàn cảnh về hệ mặt trời từ khoảng cách hơn 4 tỷ dặm tính từ trái đất. Các nhà khoa học đã sử dụng những khung hình này để tạo ra một bức tranh lớn có màu mang tên Pale Blue Dot hay đốm xanh mờ. Và hẳn bạn cũng đã đoán được đốm đó là gì. Vâng, đó là hình ảnh của trái đất qua lăng kính của Voyager. Bức ảnh này cho thấy rõ ràng việc chúng ta nhỏ bé như thế nào. Nhưng Voyager 1 còn có một sứ mệnh khác, thậm chí còn quan trọng hơn là nói với các nền văn minh khác về con người. Có lẽ bạn đã nghe nói về đĩa ghi vàng Voyager. Người ta đã tạo ra nhiều tập âm thanh và video rồi đưa chúng vào những đĩa ghi này, bao gồm vài phần. Phần đầu tiên chứa xin chào bằng 55 ngôn ngữ, bao gồm cả những ngôn ngữ cổ xưa và đã tuyệt chủng. Gần 80% của các đĩa ghi là nhiều bản nhạc khác nhau, nhạc cổ điển như Bach, Beethoven, Mozart và Stravinsky. Nhạc dân gian của các quốc gia và thời đại khác nhau cùng một chút nhạc blues, ví dụ như các bài hát nổi tiếng của Louis Armstrong và Chuck Berry. 20% còn lại của đĩa ghi chứa các giọng nói khác nhau của con người, âm thanh của thiên nhiên và động vật cùng 116 hình ảnh được mã hóa dưới dạng tín hiệu âm thanh. Ngoài ra, còn có các bản ghi âm các bài phát biểu của Kurt Warham, cựu thư ký Liên Hợp Quốc và Jimmy Carter, cựu Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là những thông điệp đầy thân thiện. Ngoài các đĩa ghi này, các nhà khoa học cũng đóng gói một cây kim để bật chúng. Đừng lo, họ cũng để lại một bức tranh đơn giản hướng dẫn cách sử dụng tất cả những thứ này cùng cách chuyển âm thanh sang hình ảnh. Họ đã thêm tọa độ của trái đất mà trước đó họ dùng bản đồ sao xung để tạo ra. Nó cho thấy vị trí của mặt trời trong dải ngân hà. Đĩa ghi được đóng gói trong một hộp nhôm và phủ vàng để bảo vệ nó trước bức xạ và bụi vũ trụ. Mang theo đĩa ghi này, Voyager 1 đã bắt đầu cuộc hành trình dài của mình và nó đã đi được một quãng đường khá xa. Hiện tại, Voyager 1 cách chúng ta 154 đơn vị thiên văn, tức là khoảng 23,3 tỷ km. Điều này khiến nó trở thành vật thể xa nhất do con người tạo ra. Ban đầu, danh hiệu này thuộc về tàu Pioneer 10, nhưng Voyager đã vượt qua nó vào năm 1998. Quả là một món hời cho NASA. Đến hiện tại, nó đã vượt quá mong đợi của họ. Voyager 1 thực sự tuyệt vời đến mức còn vượt qua người anh em song sinh của mình là Voyager 2. Nhân tiện, nó đã được phóng vào vũ trụ trước Voyager 1 2 tuần. Voyager 1 di chuyển với tốc độ 17 km/s, tương đương 56.000 km/h.
Ngay cả chiếc xe thể thao nhanh nhất thế giới cũng mới di chuyển với tốc độ 491 km/h. Do đó, thật khó hình dung tốc độ của Voyager. Dù sao, vào lúc này, Voyager cũng đang hướng đến biên giới của đám mây Oort. Đó là tên của một tầng gồm các vật thể băng mang tính giả thuyết bao quanh hệ mặt trời. Tuy vẫn chưa xác nhận sự tồn tại của nó, nhưng các nhà thiên văn học gần như chắc chắn rằng nó có thực. Rốt cuộc thì cách đây không lâu, đến cả lỗ đen cũng mới chỉ là lý thuyết. Thật không may, Voyager 1 sẽ không quay trở lại hệ mặt trời. Nó sẽ giữ liên lạc với trái đất ít nhất cho đến năm 2025. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ mất kết nối với nó mãi mãi. Trong 300 năm tới, nó sẽ tới biên giới của đám mây Oort. Và trong 30.000 năm tới, lúc đó tôi không còn ở đây. Cuối cùng, nó sẽ rời khỏi hệ mặt trời. Và nếu không có gì xảy ra với nó trên đường đi, trong 10.000 năm tới, Voyager 1 sẽ đến gần ngôi sao lùn đỏ Gliese 445 trong chòm sao Lộc Báo. Trong tương lai, tàu thăm dò có lẽ vẫn cứ lang thang trong dải ngân hà. Còn bây giờ, hãy thảo luận về phần tín hiệu bí ẩn nhé. Thế chuyện gì đã xảy ra? Chà, một điều khá bất thường. Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA, nơi theo dõi và kiểm soát cả hai tàu Voyager, đã báo cáo vấn đề này vào tháng 5 năm 2022. Tàu vũ trụ kỳ cựu của chúng ta đột nhiên gửi về trái đất các dữ liệu lạ. Cả tình thế này khiến các kỹ sư NASA rối như tơ vò. Tôi cá là bạn đang nghĩ, ôi thời nào, chắc tàu bị hỏng hay sao đó thôi. Nhưng sự thật là Voyager 1 hoàn toàn ổn. Nó hoạt động bình thường, nhận và thực hiện các lệnh từ trái đất, đồng thời thu thập và gửi về các dữ liệu mang tính khoa học. Tuy nhiên, chỉ số của AACS, viết tắt của hệ thống phụ điều khiển định hướng và khớp nối, không cho thấy điều gì đang xảy ra với Voyager nữa. Hệ thống này hỗ trợ định hướng của tàu thăm dò trong không gian và giúp duy trì liên lạc của nó với trái đất. Vì vậy, về cơ bản, các tín hiệu này cho thấy việc định hướng của tàu thăm dò trong không gian đang bị xáo trộn. Nhưng các nhà khoa học khẳng định không phải như vậy. Họ biết rằng nguồn phát tín hiệu anten vẫn ở vị trí cũ so với trái đất theo như dự kiến. Vấn đề không gây ra bất kỳ hệ thống bảo vệ lỗi nào trên tàu. Tàu thăm dò thậm chí còn chưa vào chế độ an toàn. Vậy, rốt cuộc thì điều gì đang xảy ra trong vũ trụ? Susan Dodd, người đứng đầu dự án, nói rằng vấn đề thực ra không quá bất ngờ. Sau tất cả, Voyager 1 đã 45 tuổi rồi mà. Chuyên gia thừa nhận rằng những gì đang xảy ra với tàu thăm dò vẫn là một bí ẩn đối với họ. Họ không biết chính xác dữ liệu xài đến từ đâu. Cũng không rõ sự cố này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Voyager. Tuy nhiên, bà ấy nói thêm rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi cân nhắc rằng tàu thăm dò đang ở giữa các vì sao. Ở đó có mức bức xạ rất cao. Trước đây chưa từng có tàu vũ trụ nào đạt đến điểm đó. Các nhà khoa học NASA nói rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ dữ liệu đến từ Voyager 1 cho đến khi tìm ra vấn đề. Nếu họ tìm thấy, đội ngũ quản lý sẽ cố gắng sửa chữa nó. Nếu không, cả đội sẽ phải thích nghi với điều kiện mới. Tuy nhiên, việc hiểu vấn đề thôi là chưa đủ. Tín hiệu từ Voyager mất tới 20 giờ 30 phút để đến được trái đất và khoảng thời gian để phản hồi nó cũng tương đương. Chà, ít nhất thì tàu vũ trụ thứ hai, Voyager 2, hoàn toàn ổn. Dù cho nó hiện đang ở giữa các vì sao ở khoảng cách 19,3 tỷ km so với trái đất. Dù sao, chúng ta chỉ có thể chờ đợi tin tức và hy vọng rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Tôi tự hỏi, không biết chuyến đi của Voyager 1 sẽ kéo dài bao lâu nữa? Liệu nó có thể bay đến biên giới của đám mây Oort trong 300 năm tới không? Bạn nghĩ sao nào? Tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn trong phần bình luận.